tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang. Hát vang la 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 là một khúc ca cho mỗi nhà. Hãy đến cùng tôi người ơi, mình trao cho nhau biết bao nụ cười. Yeah yeah yeah, có đâu xa xôi tình thân, ở cạnh bên ngay mình thôi. Sớm mong có nhau mình cùng sẽ chia hết bao vui buồn, dẫu đôi khi ta giận hờn, hiểu lầm nhau cho nhau biết bao là thăng trầm. Bà con xa không bằng láng giềng gần, đi nơi đâu cũng cần có người thân, chẳng phải ruột thịt cùng một mà sinh ra, nhưng tối lửa tắt đèn có đâu xa. Bà con xa không bằng láng giềng gần, đi nơi đâu cũng cần có người thân, chẳng phải ruột thịt cùng một mà sinh ra, nhưng tối lửa tắt đèn có đâu xa. Ủa con, Nhã Hân đó tập bài tập sao con về vậy? Rồi nãy giờ cái rổ rau lặt chưa có xong nữa. Con gái gì đâu mà làm gì cũng chậm lụt, mai mốt có chồng má chồng đuổi ra khỏi nhà. Thôi cô nói quá à. Tại vì á, Nhã Quang á là hả tập bài tập mà Nhã Quang học yếu quá, cho nên là phải ở lại rèn luyện thêm. Còn con là con giỏi rồi, cho nên là con được nghỉ. Còn ví dụ mà con không biết làm á, mai mốt con lấy chồng mà con đâu có định là về làm dâu đâu, con bắt rễ. Mà ví dụ mà khó quá con thêm người giúp việc. Trời ơi vậy luôn nè. Dạ. Rồi. Ủa mà cô, con thắc mắc nha, không hiểu sao á mỗi lần mà chị Hân chị đi thi võ vậy á, lúc nào cũng tổ chức tiệc hết vậy? Tại vì Nhã Hân, Nhã Quang đều là hai cục vàng của cô, thấy không? Bất cứ nó thi cái gì cô cũng đều ăn mừng hết trơn á. Ôi, cô, vậy không biết tới lúc con sao cô? Con hả? Dạ. Vậy con hỏi mẹ con đi. Cũng đúng, không phải con đâu. Dạ con tranh thủ lạc rau để lát con nấu ăn xong á, rồi hai người đó về á, rồi con cũng về nhà con luôn. Mày nè, mày mập thì sao mày dễ tổn thương quá vậy? Nó chơi vậy thôi mà cũng giận nè. Mai mốt con chị Nhã Quang đó, hai đứa trở thành là diễn viên nổi tiếng rồi, lúc đó cô mở tiệc lớn ăn mừng luôn lượt. Cô đợi tới lúc mà tụi con nổi tiếng hả, chắc lúc đó cô già rồi. Tao ghét chữ già lắm nha. Kỵ chữ già lắm. Phải, ý của con là giống như là bây giờ tụi con học ra nè, tụi con đâu có chắc là tụi con nổi tiếng liền đâu, đúng không? Tụi con phải vượt qua biết bao nhiêu chông gai, biết bao nhiêu là bão tố. Cuộc đời ra đó phải là muốn hồng là mà hồng được, lỡ cuộc đời của con màu đen, con tô lại mà hồng không kịp, lúc đó cô già. Nửa già nữa. Cô mà đẹp làm sao mà tổ chức tiệc được. Được, làm con người có ý thức như vậy là tốt. Cái gì vậy? Thôi. Chúc cả nhà một bữa trưa vui vẻ. Ôi con chào con. Tự nhiên nay con thấy cô đẹp quá. Cảm ơn. Dạ. Tại mặc áo màu xanh nè. Dạ. Một lần tới là ồn ào, làm ơn bớt giùm cái đi. Không được cô. Bình thường ở đây nó ồn rồi, con tới đây để con giảm cái tiếng ồn nó lại, con giải quyết nó. Nhưng bữa nay ở đây im lặng, con phải tới đây để con giật dậy không khí. Không anh ơi, bữa nay ở đây cần yên lặng. Không không. Không bao giờ được để cái sự yên lặng trong cái quán cà phê này. Ủa tại sao? Anh đang đi làm, tự nhiên cái có mùi cháo gà đâu thoang thoảng, nó làm anh mất tập trung, anh phân tâm. Rồi anh đi theo cái tiếng mùi cháo gà đó, cái con đi tới đây luôn. Cô ơi cô hay quá, cô nấu ăn rất là xuất sắc luôn á, con ngửi thôi là chịu nổi. À hiểu ý rồi. Dạ. Nhưng mà hôm nay á cô nấu cho nhà cô ăn chứ cô không có bán ha. Ờ à, dạ. Hân với Hoang đi đâu chưa về? Dạ em không biết nữa, tụi nó đi thi. À đi thi hả cô? Ừ. À vậy là cô nấu cháo gà để ăn mừng đúng không cô? Đúng rồi. Ôi trời ơi, mấy cái mà chưa biết cái quả ăn mừng là dễ gớt lắm á. Thôi có duyên ghê ha. À không. Ờ mà sao ta, sao lâu quá chưa về ta? Không con nói thiệt á, con nói là có sách mách có chứng, không phải là con chù đâu. Thiệt. Gia Phú hôm trước cũng đi thi nhảy, xong ông Bảy cũng chưa biết kết quả, cái ông Bảy mua đồ ăn về đại tiệc quá trời, cái con nói gớt là gớt. Ai về gớt thiệt. Xong nhỏ về nhà ở trong phòng luôn một tuần không dám ra đường, bị gì sợ người ta cùi, người ta chọc quê. Mà ai con á, con chọc quê con gặp nó cái gớt nha. Nhỏ quê quá trời luôn. Nè, nếu mà tôi biết hôm trước mà cậu đâm đơn rồi xin làm bảo vệ đây đó, tôi đề nghị là bác đơn của cậu liền. Bây giờ lỡ vô làm rồi ha, mà tôi nói ở trên á là đuổi cậu á thì làm ăn tội, thấy không? Khẩu nghiệp. Cho nên á bây giờ cậu làm ơn cô bớt giùm cái đi. Đáng lý ra mời ở lại ăn chung gia đình
Mà bây giờ như vậy ha, tôi phải suy nghĩ lại nè. Ôi cô đừng có vậy, cô đừng vậy. Con giỡn đâu mà cô. Con nói cô nghe nè, bây giờ cô mời mọi người chưa? Mời mọi người chứ vậy? Dạ mời mọi người ăn tiệc đó, chứ bây giờ cô không mời mới mốt mọi người biết là mọi người trách cô. Ai mượn? Ai mượn ai sai biểu? Có gì đâu anh, với lại hôm nay cô Dân cô nấu cháo gà đủ phần 4 người thôi, là cô Dân, em, chị Hân với lại Nhã Quang. Mà bây giờ mời mọi người tới mà không cho mọi người ăn á, như vậy mọi người mới trách thôi. Còn không mời không sao. Đúng rồi, một năm con tôi đã đi thi gần 10 lần lận, thấy không? Dạ. Mà mỗi mà một lần mà tôi đãi như vậy mà tôi mời hết nguyên chung cư chứ tôi sạc nghiệp quá. Bây giờ mà cô sạc nghiệp là cô không bán cà phê nữa, cô chuyển qua bán cháo gà. Hoặc có thể sang hơn là cô mở gói dịch vụ là nấu tiệc cưới luôn, hoặc là đám giỗ, đám ngoại, thôi nôi gì đó cũng được luôn. Thôi dẹp, trời đất ơi, không có chuyện đó đâu. Làm gì cứ có chuyện mà đi nấu đám tiệc, đám cưới. Thôi nhây quá, kiếm chuyện ở lại ăn cháo phải không? Trời con, kiếm chuyện gì đâu mà sao mà lâu quá chưa về ha. Kiểu này là buồn quá, gớt thì gớt buồn. Xong rồi đi ra bờ sông, nhảy xuống sông, trời tội quá. Trời ơi, nó vô duyên thiệt á. Nè, về nha, nói ba má lại, làm lễ cúng lại nha. Dạ. Tại vì thường thường là cái đứa con nít đó mà thôi nôi đó, cúng đó, cúng để trả về cho ông mụ bà với lại mụ ông á, để cho nó đỡ khùng, đỡ điên đi ha. Hồi nhỏ này con ông con bà đây nè, đó, 12 tháng không được cúng cho nên bây giờ vậy đó. Chắc là ở ngoài đường đó cô. Con cũng cảm nhận vậy á, con cũng nhiều khi không hiểu mình sao luôn. Con thấy nhiều khi con cũng bình thường lắm, nhưng mà con nghĩ chắc gớt thiệt á. Nói nó hoài à, đã có người ta đi thi mà cứ nói hoài à. À dạ, với lại em thấy chị Hân chị thi không bao giờ chị rớt á cô. Đúng. Tôi xin lỗi cậu nha. Hai cục vàng nhà tôi nha, nó giỏi lắm nha. Bảo đảm với cậu không bao giờ rớt. Dạ thì thôi thì không rớt, tại con giỡn thôi chứ con đói quá cho nên là đầu óc con không bình thường. Nãy cô cũng nói con không bình thường. Mẹ mới về. Con thấy chưa, cô thấy chưa? Cô nói đâu có sai đâu. Kìa nó thất thần kìa cô. Cô nghĩ là nó rớt rồi, xong nó buồn quá. Nó bị đứt mấy cái dây thần kinh này. Nó phải đâu anh. Sao? Bình thường á mà chị Hân chỉ buồn cái gì á là chị hay đánh người lắm. Đúng. Hay là để anh gọi Lily Ngọc xuống đây. Ủa, chi vậy? Cho đánh Lily Ngọc chơi. Anh này vô duyên quá. Từ hồi nãy giờ không nghe một cái tiếng động nào trong luôn. Đáng lý ra là phải đùng đùng đoàn đoàn trống rồi. Ủa sao cô? Nghĩ là đó, bình thường mà không có người để đánh á thì chị Hân sẽ đánh đồ. Đúng. Ê, hay là có thể là nó đang gọi điện thoại cho Liên Ngọc. Chí xuống đánh chơi. Anh tào lao mà anh chắc không vậy? Chắc chắn anh nghiên cứu sách tâm lý mà. Anh nghiên cứu về những cái lĩnh vực tâm lý học đồ hay lắm. Anh bây giờ chỉ cần thở một cái thôi là anh biết nghĩ gì liền. Biết Hân nghĩ gì liền. Thật sự luôn. Sao? Anh thở hả? Vậy bây giờ nha, bây giờ em đố anh biết là em đang nghĩ cái gì hả? À dạ. Ôi em rửa tay xong chưa? Ngồi xuống ăn. Vô ngồi xuống ăn. Đi qua kia ngồi ăn. Ý gì? Trả lời câu hỏi của em đi chứ. Thì anh thí dụ thôi chứ. À tới giờ anh đi làm rồi, thôi anh đi làm nha. Đứng lại đó. À không, cô từ đứng. Hay đó quá mà cô. Cái gì hồi nãy giờ mạnh miệng nói dữ lắm mà bây giờ hả? Chứ gì mà hèn hạ. Alo, sao? Rồi ok, tôi biết mà. Rồi, để tôi coi làm sao tôi giải quyết liền nè. Tôi quất liền nè. Hả? Ok. Cô. Rồi. Cô ơi, đòi quất con nghe cô Dân ơi. Cô Dân ơi, đòi quất con. Đó, đón già đón non hay lắm mà, bây giờ phải chịu đi nha. Cô bỏ cái tật nhiều chuyện. Để bình tĩnh lại, có gì từ từ nói. Dạ. Cô ơi, bây giờ sao cô? Chết con rồi. Anh làm thì phải chịu trách nhiệm đi. Em nói bậy đó bà. Em có chuyện gì hả? Em đi đâu? Em tính đi đâu? Lên trường. Thôi em lên trường đi, em lên trường đánh bạn em đi. Em đừng đánh anh nha. Con, ăn miếng cháo gà rồi lên trường con. Mẹ nói con nghe nè, dù gì cũng vậy, nếu mà mình rớt cái này thì mình sẽ thi kỳ khác hả con? Đúng rồi. Để con vô trong, con rửa rau đi con. Dạ. Đối với mẹ là cái chuyện con thi đậu hay không á là mẹ không thành vấn đề. Cứ như vậy đi con, rớt cái này rồi lần sau mình thi lại cái khác. Đúng rồi. Đừng có nổi điên lên nha. Anh nãy giờ anh cũng an ủi mọi người lắm chứ anh không có nói xấu với em đâu nha. Cái gì đừng, vậy? Đừng đánh anh. Em kêu anh ở lại là tính nói chuyện thôi. Tại vì giờ anh đang rảnh mà. Đang giờ nghỉ trưa đúng không? Đúng rồi. Em có làm gì anh đâu mà anh căng dữ vậy? Ủa chứ sao tự nhiên em quạo dữ vậy? Rồi em đòi lên trường làm gì? Trời ơi, mẹ ơi. Con thi tiếng Anh á. Cái đợt mà xin học bổng tiếng Anh nè. Ừ. Con thi được hạng nhất.
Cho nên là bạn của con á, nó gọi điện thoại kêu con lên xác nhận là. Ôi trời ơi. Ôi, con mẹ giỏi ơi. Quá Nhân giỏi vậy. Ủa nhưng mà sao lúc chị thi á chị không báo cho mọi người biết? Báo gì em ơi, cái lúc mà chị thi á chỉ là thi thử thôi, nhưng mà không ngờ là chị giỏi tới như vậy, cho nên là cả trường ai cũng đồn rầm lên hết. Quá giờ báo cũng chưa muộn. Ừ à, không rớt cái này thì mình đâu có khác ha con nghe. Không, anh nghĩ là em nên im lặng luôn, mai mốt mình đi đừng nói gì hết, nói cho mọi người biết là rớt đó. Nữa à? Không không, ý anh là bây giờ mình đừng có thông báo gì hết, mình nói với mọi người á để mình đậu rồi mình bất ngờ, hiểu không? Ê, ê làm gì cẩm chén chi vậy? Thì ăn gì, tới giờ đi trực rồi. Trời, tới giờ đi trực rồi con ơi, đi trực đi. Làm gì có, còn 20 phút nữa con canh giờ hết rồi. Thôi, 20 phút hả? Vậy chạy ra quán của Hường đi, cháu gà còn á. Ủa, tự nhiên ra đó ăn chi tốn tiền. Ăn đây nè, mẹ em mới mời anh xuống đây ăn đó. À, bây giờ mẹ hiểu rồi, thì ra từ hồi nãy giờ ngồi ở đây nhây nè. Có một lý do thôi, đố tụi con lý do gì? Ăn chật. Nhưng mà em nói nghe nè, mẹ của em á nói cháu gà là mừng em thi đậu môn võ, nhưng mà em thi rớt rồi, cho nên đâu có gì đâu nên chúc mừng. Đâu có gì đâu chúc mừng. Thi rớt thiệt đúng không? Thấy chưa, con nói rớt là rớt mà, nhỏ thì sao đậu được. Nhưng mà đậu tiếng Anh. À thì con ăn mừng môn tiếng Anh. Cái gì mới nói gì, nhỏ ăn mừng thì sao đậu được hả? Không không, ý anh nói là cô bé này hay lắm, rớt môn này đậu môn kia, cho nên là anh sẽ ăn mừng môn tiếng Anh, thấy chưa, có lý do đàng hoàng nha. Dơ luôn á. Gì dơ em, ăn có chén cháo thôi mà chửi quá chửi, là ghét ăn hai chén luôn. Trời, thấy ghét dễ sợ. Em nói cho anh biết nha, đối với em á, cái môn võ chỉ là một môn để giúp cho mình có thể bảo vệ sức khỏe nè, bảo vệ bản thân thôi. Còn mấy cái chuyện mà thi thố hơn thua, tranh giành giật giải á, nó không có quan trọng. Quan trọng nhất á là cái chuyện học vấn, cái chuyện mà tiếng Anh của em kia kìa. Trời, con bé này vừa đẹp người đẹp nết mà có cái ý thức rồi sâu rộng quá. Mừng, ăn mừng, ăn mừng đi mọi người, vô đi. Vô. Ôi sao mọi người, sao vậy mọi người? Ăn luôn cái chén của người ta rồi kìa. Dạ con xin lỗi. Dạ tại con vui quá mà con ăn mừng mà. Tại bây giờ mình mà nâng chén lên được không mọi người? Dạ để con chừa cho nhỏ Quang con ăn. Vô. Dạ. Rồi nâng chén lên nha mọi người nha. Nâng chén nè mọi người. 2, 3. Vô. Người nghèo khó, người giàu sang, chẳng hề gì.